Nhưng mà sự thật hình ảnh đó có phải là phiền não không? Phiền não là từ ai? Gốc tại mình. Nếu thấy nó mà không luyến ái, không ghét bỏ, thì nó vẫn là nó, có lỗi lầm gì đâu. Lỗi lầm mới là chính lòng luyến ái, lòng sân hận của mình, chứ không phải hình ảnh có lỗi lầm. Khi chứa chấp sân hận, chứa chấp luyến ái, thì của báo nhà mình đã bị cướp mất rồi. Con mắt đem những hình ảnh vào để cướp mất của báo nhà mình, đó là cái chướng biểu trưng qua hình ảnh đứa bé mất mắt. Còn nếu ngược lại mình không mắc kẹt, hình ảnh là hình ảnh, mình vẫn an nhiên, thì đứa bé ấy có làm gì thì làm, mình vẫn an ổn. Lỗ mũi cũng thế, ngửi mùi hôi tanh quá hay là ngửi mùi thơm, đừng nên nhìn mắt, cứ coi như là gió thoáng mây bay, gió đi theo, gió vừa qua mất rồi. Tờ mũi mắt kia hỏi có thật hay không, không có thật giọng làm chi, không nhiễm thầy tứ tái hồn nhiên bằng si mê. Nghe thơm mến thích chút ghét chút thương, tâm trí bực bội dưng dương, lời trái tay thằng học muốn phiền. Là tự đem và cướp vào bên trong, cướp đi của báo thiền liên, uống công trình của cáo một đời tu. Như lưỡi chúng ta nếm những vị cay, đắng, mặn, ngọt. Cái nào hợp thì thích, cái nào không hợp thì không thích. Vì vậy mà chúng ta chạy tìm kiếm khổ từ năm này sang năm khác. Mỗi khi lên mâm cơm, thấy món gì mình cảm nghĩ là hợp với lưỡi của mình thì vui, món gì không thì bực. Vui và bực đó làm mình phải chướng, rồi nói lời thô ác làm cho người chung quanh cũng không vui luôn. Vì lẽ đó chúng ta tập cho lưỡi mình đừng có tham đắm vị. Tất cả cái ngon, cái dở chẳng qua là tạm mà thôi. Cốt sao cho mình được an ổn tu hành là quý. Như vậy chúng ta thắng được các thức vị, tức là đã thắng được những đứa bé móc miệng, móc mũi, móc môi rồi á. Tôi đã đương cử các căn như mắt, tai, mũi, lưỡi để thấy khi chúng ta tu. Tức là phải tu từ sáu căn, là cả cơ quan ta tiếp xúc hàng ngày. Với cảnh thuận hòa mình thấy lòng vui vẻ, còn việc khó ưa hay hoàn cảnh trái ngược khiến cho mình nổi sân giận luôn cả người thân. Nói sáu căn chớ thật tình có năm căn mà thôi. Mắt tai mũi lưỡi thân năm cửa đón bên ngoài. Khi năm căn dưới năm trần tiếp xúc, biết để thương ghét hay buồn giận, năm căn kia thì thuận duyên, căn ý cũng nhẹ nhàng luôn. Có gì đâu mà trở ngại nữa. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà chúng ta mắc kẹt, nhiễm theo thì gọi là sáu đứa cướp. Bởi vì kho báu nhà mình bị chúng cướp đi. Cướp bằng cách nào? Ví dụ lỗ tai nghe tiếng rồi phân biệt tiếng khen, tiếng chê, sanh buồn, sanh mừng, đó là bị mất của. Của đó giặc mang đi đường nào và lấy ở đâu? Nói suông thì khó biết, cần phải biết của mình ở đâu và dấu vết của giặc mang đi đường nào mới có thể giữ của được. Sự thật nó chưa từng mang đi đâu. Hình ảnh đó tượng trưng thôi. Nhưng chúng ta thường nghĩ khi có
có lấy tức là có mang đi, tưởng có gì khác đây. Phải biết rõ ràng là tuy nói nó cướp giật phú quý bảo đang sở hữu ở trong mình, chỉ do năm căn tiếp xúc bên ngoài khiến tâm của mình xao xuyến buồn dần ghét thương khổ sầu gánh chịu tay ương tạo đám mây đen ngồi dậy bất thường che lấp mặt trời trí tuệ của mình. Nghe khen chê mà trong lòng không sao động, tâm bình thường đất rộng trời cao. Bởi khi những đám mây đen không nổi dậy thì mặt trời chúng quanh ta sáng rực, của bao thiên liêng ngàn năm còn đỡ trí tuệ bản tâm thường hằng sáng tỏ, gọi là ông chủ thông minh nhất mực sáng. Đều khiến chiếc thuyền tắm vượt qua cơn sóng gió ba đào. Còn nếu phút giây nào trí tuệ bị mờ tối, không còn phát hiện nữa gọi là mất của bao, ta sẽ nghèo đi. Cái nghèo đó là cái nghèo tạm thời, nhưng cũng có thể là nghèo muôn. Bất cứ giờ phút nào bị mấy phiền não cố mờ che khuất thì trí tuệ ra đi u tối sẽ tay vào, cho đến khi nào dẹp tan những đám mây, chưa hết đám này đã đến đám kia, không quyết tâm mà cứ mãi chần chờ nuôi dưỡng chuồng chiều những đám mây. Ta vẫn hàng ngày lặng ngục trong tối tâm, dù mặt trời trí tuệ vẫn sáng ngời, nhưng ta sống trong u tối cả một đời, như kẻ nghèo khổ rất tả tơi. Đời này đen tối, đời sau đen tối, tiếp nối cái nghèo còn đeo mang suốt cả kiếp ở con người. Thế nên người biết tu và người chưa biết tu vô cùng khác biệt trong đời. Cùng bị cướp của báo, cùng bị mây đen che lấp mặt trời trí tuệ, nhưng người tu tin rằng với ý chí quyết tâm công phu tu tập, tất cả chỉ bị che trong một phút, một giây, một ngày hay một buổi, và ánh sáng lương tri sẽ xóa mờ bóng tôi. Đất trời đổi thay hạnh phúc vẫn ở đây, cũng bởi vì vậy ý nghĩa đường lai hạ sinh của Đức Phật Di Lặc nhắc nhở chúng ta, hứa hẹn trong tâm chúng ta hàng ngày, chúng ta sẽ sáng chứ không tối mãi muôn đời. Đó là cái hứa hẹn sẽ đến thật sự, chứ không bao giờ là hứa hẹn suông. Hứa hẹn rộng cho người hy vọng, để cuối cùng mọi thứ buông trôi. Con người cũng hứa hẹn, nhưng hứa hẹn suông cũng muốn tu những chọn hình thức ở bên ngoài. Đi chùa lễ Phật nhưng kể kinh không thiết tha cũng chẳng đuối hoài, chất chứa trong lòng bao nhiêu phiền toái, áo
nào u sầu chẳng phút nào buông. Tai nghe tiếng xì xào xao xuyến buồn vui, mũi ngửi mùi thế gian đắm say tân khổ. Tìm món ăn ngon kiếm mùi thơm lá chuông ngọc ngà trân châu giả tương. Bên nào ngoài cả đời cứ lo lắng buồn đau, che khuất mặt trời trí tuệ sáng ngời. Đau khổ ngập trời đen tối bi ai. Người biết năng làm sao cho tan đám mây mờ, luôn sớm hối không để mặt trời trí tuệ bị khuất che. Họ khấn hứa và quyết thực hành lời nguyện của người biết chỗ thiết yếu đó mà Đức Phật Di Lặc được gọi là con người hạnh phúc. Đó là nhờ trong lòng Ngài không có những đám mây phiền não che lấp mặt trời trí tuệ. Dù sao đứa giặc đêm Ngài móc tay, móc mũi, Ngài thấy như không, còn chúng ta thấy chướng nên trán nhăn, mắt đỏ, mặt cổ mày cao. Cái khổ đó chính là vì mình không chịu nổi sáu đứa giặc phá phách nên sanh bực dọc khó chịu. Chúng ta ai chẳng có sáu đứa giặc, sáu đứa cướp đó. Nhưng giặc hay bạn cũng là tự ở nơi mình thôi. Học biết cách tu nơi sáu căn rồi sống trong cõi trần ai mới nói tự tại. Dù chưa thành Phật, hiện đời ta cũng thánh thời. Hạnh phúc tràn trề, ngày tháng năm nào dâng tràn ánh sáng tươi vui. Thân tâm thêm đẹp giữa rừng thương yêu thế nhân. Nguyện cùng chư thiên chúc nhau trọn lành, người trời viên mãn vô sanh. Mùa xuân Di Lặc tấm cành hoa sen hiến linh. Xuân Di Lặc mùa xuân hạnh phúc, lòng không còn chút hoảng sợ lo âu trăn trở muôn phiền. Khi còn thấy sợ hãi thì chưa phải là hạnh phúc thành thơi cho cả một đời người. Cho nên nhớ đến Đức Phật Di Lặc, nhớ đến sáu đứa bé móc tay móc mũi của Ngài. Chúng ta kiểm điểm lại mình, nếu chúng ta cứ nuôi dưỡng sáu đứa giặc, khiến chúng luôn có cơ hội cướp của mình, thì dù có khao khát nguyện cầu thành Phật mấy đi nữa, quả Phật cũng còn xa lơ xa lắm. Tinh thần của Ngài an vui tu tập, không cầu thành Phật cũng sẽ đạt thành chỉ nguyện cứu độ muôn loài. Tóm lại, chỗ tu thiết yếu là biết trở về mình. Hôm nay nhân ngày vía Đức Phật Di Lặc và cũng là ngày Tết Nguyên Đán, tôi cầu chúc cho tất cả quý vị tăng ni, cư sĩ nam nữ đều trở về nguồn giác của mình. Nguyện cầu cho tất cả quý vị trọn giờ, trọn ngày, trọn tháng, trọn năm và cho đến suốt đời đều luôn luôn là bối trần hiệp giác, sống ở thế trần nương theo giáo pháp Phật, công đức các thầy tổ để quay về nguồn giác, luôn hưởng được ánh sáng mặt trời trí tuệ.
Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ. Đều khiến chiếc thuyền tắm vượt qua cơn sóng gió ba đào. Còn nếu phút giây nào trí tuệ bị mờ tối, không còn phát